Chào cả nhà, hôm nay Mỹ sẽ làm một cái món tự sáng tác để cho cả nhà mình thưởng thức. Đó là món là cá mồi. Với món cá mồi này thì có tham dự là có cháu Cao Thiền Dung, bên đây là cháu Cao Đức Toàn và bé Bonnie cùng chứng kiến. Món này thì chúng ta dùng cái nồi đang quay phim. Nồi này có một cái tính năng là sẽ làm cho con cá mình từ một cái loại cá lục chúng ta mua ở chợ về, chúng ta làm thành con cá mồi tuyệt vời, ngon hơn cả là những cái mồi hộp mà mình thường dùng. Bây giờ chúng ta bắt đầu nha các bạn. Đầu tiên đó là chúng ta làm cái nước sốt cà. Thì với cái nước sốt này đó thì chúng ta mở nhiệt độ lên cho cái nồi nó nóng lên. Khi mà cái nồi nóng lên thì chúng ta sẽ để một chút xíu dầu vào trong nồi để chúng ta bắt đầu là làm cái món sốt cà trước nhất. Các bạn biết không, từ trước tới giờ thì mình rất thích ăn cá mồi, nhưng mà mình mua cá ngoài chợ thì thứ nhất là nó không ngon, cái thứ hai là mình cũng cảm thấy là nó không có đảm bảo được cái vệ sinh an toàn. Còn nếu như dùng cá mồi hộp thì xưa nay mình thường đi ăn cá mồi hộp trong những lúc mà bận rộn không có thời gian để mà chế biến thức ăn thì chỉ mua hộp cá mồi ra ăn thôi. Tuy nhiên thì cái thời gian sau này mình cảm thấy là cá mồi hộp nó có cái chất bảo quản, nó không thích nghi với cơ thể, cho nên ăn vào thì rất khó chịu. Từ đó thì mình cố gắng là để suy nghĩ để làm ra cái món cá mồi để mình dùng cho các bạn dùng, và thấy là phần đông là ai mà dùng cá mồi của mình là rất thích và cũng yêu cầu là giới thiệu cái sản phẩm này để cho mọi người cùng thực hiện và cùng ăn ngon như mình. Thì cái chiếc nồi thần kỳ của những của anh này thì đã giúp cho chúng ta làm được cái điều mong muốn đó. Bây giờ thì cái nồi mình cũng đã nóng lên rồi, chúng ta sẽ chế vào một cái xíu dầu. Với cái lượng dầu ăn như thế này thì sau khi gia trừ cái nồi nóng lên thì chúng ta bỏ hành vào, ta xin cho hành là thơm một chút xíu, rồi chúng ta mới để nước vào. Thì nước sốt này là từ cái trái cà chua mình xay bằng máy quay sinh tố. Sau khi xay cho nó nhuyễn rồi thì chúng ta chế vào đây. Rồi sau đó thì chúng ta để một cái lượng là bột. Bột này thì chúng ta sử dụng bột mì là mì tinh, mì ngang thì cũng được, để chúng ta làm cho cái nước này nó sẽ sánh thêm một tí xíu. Khi bột vào thì chúng ta quậy đều để cho nó tránh không có bị cái ẩm trâu ở trong cái nước sốt của chúng ta. Rồi chúng ta sẽ để vào một tí xíu muối. Một tí xíu đường. Sau khi chúng ta để vào rồi thì chúng ta cho nó
rồi thì bây giờ với cái vị của hành nè, rồi các thứ thì bây giờ nước sốt của chúng ta đã vừa ăn và rất là ngon. Chúng ta tạm thời tắt lửa để làm cái động tác thứ hai. Đó là khi chúng ta tắt lửa thì chúng ta sẽ rót cái nước sốt này ra. Rồi các bạn, khi chúng ta để nước sốt ra ngoài tô rồi, chúng ta để đó, để khi chúng ta làm xong cái con cá cho nó mềm, nó chín rồi, nó mục rồi thì chúng ta sẽ sử dụng cái nước sốt này và để vào sau. Rồi các bạn thấy là khi chúng ta để cái nồi trở lại thì chúng ta sắp từng con cá vào trong đây. Con thích ăn cơm cà thôi, như vậy là cá mồi là đúng với uống của con rồi. Hồi nữa là con sẽ thưởng thức cá mồi với cả nhà nha. Rồi, con cá này á thì khi mua chợ về chúng ta dùng cái nước rửa của em quay chúng ta rửa cho nó sạch. Rồi xong rồi chúng ta cũng có thể là ướp chút xíu đường, chút xíu bột ngọt. Không dùng bột ngọt, chúng ta ướp chút xíu đường với muối thôi. Thì với cái liều lượng rất là ít để cho con cá nó có chút hương vị. Còn nếu như chúng ta không ướp cũng vẫn ngon ngọt bình thường. Cho nên bây giờ chúng ta để vào nồi, sau đó thì chúng ta mới đổ nó đậm đà hơn. Rồi chúng ta để cái nước dừa ha, nước dừa vào trong nồi của mình. Thì với cái lượng nước đó là nó cao hơn mặt cá khoảng chừng một ngón tay. Như vậy thì chúng ta sẽ giúp cho là con cá nó trong cái thời gian mà để ngồi lửa rất tốt thì con cá nó sẽ mềm và mút cả xương luôn. Như vậy thì bây giờ chúng ta mở điện lên, rồi chúng ta cho đậy nắp lại. Đậy nắp lại xong mình để cho chút xíu nó bốc khói lên thì chúng ta sẽ giảm cái năng lượng nhiệt này nè xuống còn nhỏ nhất. Như vậy thì chúng ta sẽ để khoảng 4-5 phút thì với 1 ký cá mồi này thì nó sẽ mềm, nó sẽ được xương. Bây giờ các bạn chờ nhé. Chào các bạn. Bây giờ thì sau 45 phút thì cá của mình nó đã mềm. Và như vậy thì nếu như mình muốn biết nó được hay không á thì các bạn sẽ thử nó bằng cách là đắp cái đầu của con cá ra, rồi mình coi nếu như cái đầu của cá mà nó mềm á thì cứ nghĩa là cái xương ở bên trong của nó đã mềm, nó đã chín rồi. Như vậy thì sau khi mà nó đã chín rục như vậy rồi á thì mình mới bắt đầu mình bỏ cái hỗn hợp mà lúc nãy mình đã làm, đó là cái nước sốt cà. Mình sẽ để hết vào trong này rồi mình hòa tan trong cái nước cá nó đã đảm bảo hết rồi, nó đã chín mềm con cá rồi. Lúc đó là mình sẽ cho nó sôi lên và nguội. Rồi sau đó thì mình nêm nếm lại cho vừa ăn. Đó là mình sẽ hoàn thành được cái bước của con cá mồi. Thì sau khi để vô như vậy rồi thì mình lại nắp lại cho nó sôi lên vài dạo. Rồi thì mình sẽ gắp con cá mồi ra. Với cái cá mà chúng ta đã làm như thế này thì nếu như chúng ta ăn trong những cái bữa cơm á thì các bạn sẽ là con cá này mình ăn với rau thịt cua đó, rau thịt cua. Còn món này cũng là một cái món nhậu rất hấp dẫn cho các cái ông nhà mà thích uống rượu đó, thì chúng ta sẽ dùng cái cá mồi này để mà làm một món nhậu rất là hấp dẫn. Còn nếu như các bạn mà ăn trong cái bữa ăn sáng thì chúng ta sẽ sử dụng cái cá mồi này để ăn với bánh mì. Các bạn thấy là cá mồi vừa rẻ tiền
vừa bổ, và đây là một món ăn mà hai bé rất thích, đó là chúng ta ăn bánh mì cá mồi. À, như vậy thì cái món cá mồi mình đã chế biến bằng cái nồi hoàng hậu này, nó vừa rẻ tiền vừa bổ vừa ngon, và chúng ta thích hợp với những cái bữa ăn mà chúng ta ăn thì như vậy thì bé Dung có thể là lấy bánh mì chúng ta chấm với cá mồi, và khi ăn cá mồi thì cái xương của cá nó rất là mềm, và con ăn vậy thì con sẽ có hàm lượng canxi, nó bổ sung cho cơ thể tốt, mình muốn cao lớn đẹp nha. Món ăn chúng ta đến đây là kết thúc, xin chào các bạn nhé.